quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại cầu Rạch Chiếc, thành phố Thủ Đức. Theo ghi nhận của chúng tôi thì đường bên hông cầu đã tạm đóng để phục vụ thi công mảng xanh dọc tuyến metro số 1. Những xe đến đây thì buộc phải quay đầu tìm lộ trình thay thế để chui qua cầu. Chưa biết, anh cũng vừa mới đến đây mới thấy luôn á. Họ phải đi lên cầu rồi, họ phải đánh một vòng lớn đây qua về nữa. Cũng không biết, hình như là chắc 2-3 ngày nay. 2 ngày thôi, mới đây thôi. Mới đây hả? Thường thường là dân đúng không, đi bên kia để lên cầu thì chạy xuống đây để lên cầu. Nhưng mà đóng lại để làm thì lại chạy được đường này thôi. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, việc đóng toàn bộ đường tạm dưới dạ cầu Rạch Chiếc nhằm phục vụ thi công các hạng mục thuộc dự án tăng cường mảng xanh dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp và tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đoạn đường tạm sẽ được cào bóc, san ủi lại nền, sau đó trồng cây xanh kết hợp lắp đặt hệ thống tưới nước. Thời gian thi công dự kiến kết thúc vào ngày 28 tháng 11. Cái đường này trả lại cho mặt bằng cây xanh nó trồng, chặn là cho dân không vô. Mình đang làm xe vô cào đá đồ gớt dân bể đầu sao? Thì có người đi ngược chiều, còn mấy người ta đi tắt ngang, ta đi lên đây. Mấy người không biết thôi, chứ ở đó ta đi đó ta bọc lỡ cũng được chút xíu, nó an toàn hơn. Dự án tăng cường mảng xanh dọc metro Bến Thành Suối Tiên có tổng mức đầu tư hơn 96 tỷ đồng. Mục tiêu cải thiện mỹ quan dọc đoạn gần 15 km từ rạch Văn Thánh quận Bình Thạnh đến Depot Long Bình thành phố Thủ Đức. Công trình gồm các hạng mục chính như trồng cây xanh, thảm cỏ, bồn kiển ở các khu đất trống và có điểm nhấn đường Võ Nguyên Giáp. Dự án cũng bao gồm đầu tư hệ thống tưới nước tự động dọc tuyến. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần tạo cảnh quan cho khu vực.